diệp vãn và bùi lâm yêu nhau đã hơn một năm hai người vẫn thường xuyên yêu xa vì bùi lâm hay đi công tác chuyện chẳng có gì cho đến một ngày diệp vãn bàng hoàng phát hiện trong cuộc tình này cô lại là tiểu tam bùi lâm là cha của con người khác chính thất xông tới cửa cho cô một cái tát choáng váng lừa dối cô thì phải trả giá sau khi mọi chuyện ngã ngửa hai người phụ nữ bị lừa dối liền bắt tay nhau xử đẹp tay cha nam cạn bã để xem cái kết nào dành cho kẻ đã có vợ con, còn giả vờ độc thân lăng nhăng tán gái bên ngoài. Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh youtube, nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tin chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện diệp vãn và bạn trai bùi lâm yêu nhau đã một năm hắn thường xuyên đi công tác không ở nhà nhưng đối xử với cô vô cùng tốt ngay cả bố mẹ cô cũng nói hắn là người đáng tin cậy cả đời nhưng gần đây cô thấy có gì đó không ổn thời gian bùi lâm đi công tác ngày càng nhiều cách hai ba ngày mới đến thăm cô thậm chí nhìn thấy cô cũng chỉ nói chuyện lên giường nhưng tối nay diệp vãn tình cờ phát hiện trên cánh tay hắn có một vết xước Trực giác của người phụ nữ mách bảo cô rằng đó không phải là vết xước bình thường. Bùi Lâm cũng không chú ý tới tâm tư nhỏ nhen của cô. Vừa vào cửa liền ôm lấy bả vai của cô. Vãn vãn, mấy ngày nay rất nhớ em. Cô rất hiểu chuyện xoa bóp bả vai của hắn. Thuận tiện hỏi Sao cánh tay của anh lại bị thương vậy? Có lẽ Bùi Lâm không ngờ rằng cô sẽ hỏi điều này. Ánh mắt lóe lên. Sau đó rất nhanh dẫn cô vào phòng giải thích. Không có gì đâu, do anh không cẩn thận nên bị ruột bút cào, chúng ta đi ngủ thôi. Nói xong hắn để cô xuống giường. Cô đưa tay ngăn hắn lại. Hôm nay em đang đến ngày hành kinh, cảm thấy không thoải mái. Diệp Vãn vốn tưởng rằng Bùi Lâm sẽ cảm thấy đau lòng cho mình, nhưng không ngờ hắn lại có biểu hiện không vui. Khi nào chúng ta mới có thể? Vãn Vãn, chúng ta đã yêu nhau hơn một năm rồi. Khi nào chúng ta kết hôn? diệp vãn mỉm cười trả lời hắn đúng vậy mặc dù cô và bùi lâm đã yêu nhau được một năm nhưng cô là người rất bảo thủ nên giữa cô và bùi lâm chưa phát sinh chuyện gì đáng kể nhưng bùi lâm dường như luôn suốt ruột về vấn đề này và hôm nay hắn dường như không thể chịu đựng được nữa hắn hơi tức giận diệp vãn anh tôn trọng em nhưng em cũng phải thông cảm cho anh một chút chứ diệp vãn khiếp sợ gần đây bùi lâm thường xuyên đi công tác nhưng cho dù hắn trở về muộn cỡ nào cô đều cố gắng chống lại cơn buồn ngủ dậy nấu cơm cho hắn bình thường hắn muốn cái gì cô chiều theo điều này chẳng lẽ còn chưa đủ thông cảm sao thầy hắn dường như thật sự tức giận cô cố gắng hỏa hoãn bỏ không khí một chút vậy hai ngày nữa anh dẫn em đi gặp bố mẹ anh đi quyết định chuyện của chúng ta nhé bùi lâm đột nhiên thay đổi sắc mặt cũng không tức giận nữa ôm cô định nằm xuống diệp vãn lại nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng cô và bùi lâm gặp nhau ở nơi làm việc công ty nơi hắn làm việc rất gần chỗ cô có lần cô làm thêm giờ rất muộn lúc tan làm thì trời đột nhiên đổ mưa rất to cộng với việc vừa bị xếp mắng cô không khỏi cảm thấy chán hẳn lúc này bùi lâm xuất hiện trước mặt cô với một chiếc ô và nụ cười trên khuôn mặt cô này cẩn thận mắc mưa sau đó khi hai người bọn họ đang đi dạo cùng nhau cô bị bong gân mắt cá chân trong lúc đang đi giày cao gót hắn đã đề nghị chở cô về nhà lúc ấy cô vừa tốt nghiệp đại học một mình dốc sức làm việc ở thành phố lớn vào công ty chưa bao lâu mỗi ngày đều tăng ca thức đêm đến khuya bùi lâm là một trong số ít người quan tâm đến cô có lẽ chính lúc đó trái tim cô đã rung động sau đó bùi lâm kết bạn trên mạng xã hội và tỏ tình với cô hai người bọn họ ở bên nhau như một lẽ tự nhiên thu nhập hàng tháng của hắn rất thấp về cơ bản cô phải trả chi phí sinh hoạt cho cả hai người trong một năm hẹn hò hắn rất quan tâm đến cô. cô cũng nhận được sự ủng hộ của bố mẹ cô diệp vãn vẫn còn nhớ lần đầu tiên bùi lâm có chút xấu hổ nói với cô vãn vãn đừng lo lắng sau này anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp bùi lâm nói với cô rằng công việc của hắn rất bận và có thể không có nhiều thời gian dành cho cô Cô cũng bày tỏ sự thấu hiểu của mình Nhưng gần đây Thời gian hắn ở bên cô ngày càng ngắn lại Thậm chí mỗi khi gặp nhau Hắn chỉ muốn lên giường Tinh tinh Một tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại Là bức ảnh bạn thân của cô gửi Trong ảnh Bùi Lâm và một người phụ nữ lạ mặt Đang nắm tay đi dạo Ở quanh trung tâm thương mại Nói chuyện cười đùa vui vẻ Bạn thân hứa duyệt Vãn vãn Hôm nay mình chụp bức ảnh này ở trung tâm mua sắm mình nghi ngờ bùi lâm có người ở bên ngoài cậu bị lừa rồi diệp vãn đè nén sự khó chịu trong lòng gửi tin nhắn cho hứa duyệt tự an ủi chính mình rằng bùi lâm nói với mình rằng anh ấy có một người em gái có thể đó chỉ là em gái của anh ấy thôi ngày hôm sau hứa duyệt mời cô đi ăn lẩu quán lẩu gần khu mua sắm hai người bọn họ gọi hai ly nước trái cây và bắt đầu ăn hứa duyệt bật chức năng buôn chuyện thật sao Vãn vãn, cậu thật sự không sợ bùi lâm lừa cậu sao? Người phụ nữ đó nhìn không giống hắn chút nào đâu. Hàm ý người phụ nữ đó không phải là em gái của bùi lâm. Diệp vãn cắn một miếng thịt ba chỉ, nước giúp cay ngay lập tức chiếm lấy vị giác. Cô mơ hồ trả lời. Đừng lo lắng, bình thường bùi lâm rất tốt với mình, anh ấy trông không có vẻ gì là sẽ lừa dối mình cả. Hứa duyệt không khỏi thở dài đáp. Chật chật, đúng là phụ nữ đang yêu nhưng chỉ một lát sau, Diệp Vãn đã bị tát thẳng vào mặt. Có lẽ món lẩu này quá cay nên bụng cô không ổn. "Hứa Duyệt, bụng mình hơi khó chịu, mình đi vệ sinh một tí nhé." Sau đó cô lấy điện thoại và đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 10 phút sau, sau khi rửa tay, cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì chợt cảm thấy có ai đó va vào mình, nhưng lực không lớn. Quay lại nhìn, Diệp Vãn thấy một đứa trẻ khoảng 2, 3 tuổi đang ngồi dưới sàn, nhìn cô với vẻ mặt buồn bã. Đứa trẻ đó mặc một bộ quần áo hoạt hình dễ thương, trông giống như một chiếc bánh bao. Cô quỳ xuống đỡ nó dậy. Gì? Cháu không thể tìm thấy bố. Khi nói điều này, nó bật khóc. Diệp Vãn lập tức vỗ nhẹ vào lưng và vỗ về nó. Dì đưa cháu đi tìm bố, đừng khóc. Đứa trẻ ngừng khóc, sau đó ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cô. Lúc này Diệp Vãn chợt cứng người, Cô cảm thấy đứa trẻ này trông rất quen Nhưng lại không thể đoán ra được nó giống ai Diệp Vãn đã nghĩ đến tất cả những người cô biết trong đầu Nhưng vẫn không nghĩ ra được điều gì Đi được hai bước Đột nhiên có người ngăn cô lại Chào cô, đây là con trai tôi Người phụ nữ trước mặt tuy trang điểm kỹ càng Nhưng vẫn không giấu được nét tiểu tụy Mà thời gian để lại trên gương mặt Cô ấy trông giống hệt người phụ nữ Trong bức ảnh mà hứa duyệt gửi cho cô ngày hôm qua cô này người phụ nữ vẫy tay trước mặt cô diệp vãn đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng mỉm cười và nói vừa rồi con trai của chị bị lạc cháu nói là đi tìm bố sau đó đứa trẻ nhanh chóng lao vào vòng tay của người phụ nữ kia rồi lại bắt đầu khóc mẹ ơi sao bố không đến người phụ nữ vội vàng cảm ơn cô rồi bế con trai đi trước mà xui quỷ khiến cô lại đi theo họ Cuối cùng người phụ nữ đưa đứa bé lên xe riêng. Cô không nhận được bất cứ thông tin đáng ngờ nào. Hai ngày sau, Bùi Lâm đi công tác về. Hắn có vẻ đã uống rất nhiều. Khi mở cửa ra đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Diệp Vãn bước tới đỡ Bùi Lâm ngồi trên sofa. Hắn nhanh chóng phản nàn với cô. Vãn Vãn, vẫn là em, chưa bao giờ nổi giận với anh. Thực sự giữa cô và Bùi Lâm rất ít khi xảy ra cãi vã bởi vì cô luôn quan tâm đến những khó khăn trong công việc của hắn. Diệp Vãn luôn trả tiền thuê nhà và phí sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí cô còn gửi cho hắn phong bao lì xì màu đỏ trong những ngày lễ Tết. Khi đến gần Bùi Lâm, vì muốn giúp hắn sắp xếp quần áo, Diệp Vãn chợt phát hiện ra một manh mối. Trên cổ áo anh thoang thoảng mùi nước hoa, giống hệt mùi của mẹ đưa bé ở trung tâm thương mại hôm nay, mơ hồ có thể ngửi thấy được. Nhớ lại những gì người bạn thân nhất đã nói với mình tìm cô thắt lại lúc này dù có lý trí đến mấy cũng nhịn không được nữa diệp vãn nắm lấy cánh tay bùi lâm thản nhiên hỏi anh lâm anh có chị em ruột gì không bùi lâm cau mày và trả lời không do dự không anh là con trai độc nhất trong nhà em không biết điều đó sao suy đoán trong đầu của cô càng được xác nhận thêm một chút có lẽ hắn đã uống quá nhiều khiến bùi lâm chìm vào giấc ngủ Đột nhiên điện thoại của Bùi Lâm có tin nhắn Màn hình sáng lên Sự tò mò thúc đẩy cô cầm điện thoại di động của hắn lên Khách hàng A Ông xã Sao anh không về nhà Diệp Vãn rừng rốt Ông xã Bùi Lâm không phải là bạn trai của cô sao Bàn tay cầm điện thoại của cô lập tức cứng đờ Bùi Lâm đang ngủ ngon lành bên cạnh Cô vô thức muốn mở điện thoại ra để tìm hiểu Nhưng chợt nhớ ra Mình không biết mật khẩu của hắn Kể từ ngày yêu nhau, Bùi Lâm hiếm khi quá chén như ngày hôm nay, hơn nữa hắn luôn đối xử rất tốt với cô và không hề có dấu hiệu lừa dối. Có lẽ khách hàng này chỉ muốn quấy rối hắn. Tin nhắn của khách hàng A tiếp tục gửi tới. Bảo bảo nói nhớ anh, kèm theo một tấm hình. Trong lòng như có sẵn câu trả lời, sự tò mò khiến cô lặng lẽ đến gần Bùi Lâm, dùng ngón tay của hắn mở điện thoại ra xem màn hình điện thoại di động chạm vào ngón tay cái của bùi lâm và nhanh chóng được mở khóa giao diện hiện thẳng một hộp thoại của khách hàng a diệp vãn nhìn thoáng qua bức ảnh đó chính là cậu bé mà cô nhìn thấy ở trung tâm thương mại ngày hôm nay trong phút chốc lòng cô vô cùng lạnh lẽo với đôi tay run rẩy cô bấm vào khoảnh khắc của khách hàng a bản cập nhật cuối cùng là ngày hôm qua khách hàng a hôm nay đi chơi cùng chồng con não cô muốn nổ tung thậm chí không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh mình người đàn ông trong ảnh là bạn trai của cô bùi lâm địa điểm cũng là trung tâm mua sắm ngày hôm qua phần bình luận ngập tràn lời chúc phúc hóa ra hôm qua lúc cô ăn lẩu với bạn thân bùi lâm đang đi chơi cùng vợ con hắn diệp vãn như bị tắt nước đá và hoàn toàn choáng váng vậy ra bùi lâm thực sự có người ở bên ngoài họ đã sinh con vậy tại sao hắn lại còn đến bên cô nhìn bức ảnh một gia đình ba người đang vui vẻ cô thấy lòng mình nhói đau đột nhiên điện thoại di động của bùi lâm rung lên người gửi tin ghi chú là vương minh anh em tốt của cùng công ty với hắn vương minh nhắn sao thế bùi lâm gần đây vợ anh đến hỏi thăm tôi có phải đã bị phát hiện lén lút cùng nhân tình không diệp vãn không khỏi run rẩy toàn thân bắt đầu mất bình tĩnh nếu vừa rồi cô vẫn đang tìm kiếm lý do cho bùi lâm thì bây giờ cô vô cùng chắc chắn cô thực sự là tiểu tam rồi vậy một năm nay có ý nghĩa gì với cô diệp vãn không khỏi nghĩ đến chuyện toàn bộ số tiền đáng lý cô tiết kiệm được đều đã được dùng để chi trả phí sinh hoạt hàng ngày cho bùi lâm nhưng bây giờ cô phát hiện ra hắn thực ra là người đã có gia đình buồn cười hơn nữa là cô lại còn là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của người khác hóa ra tất cả những gì mà hứa duyệt nói đều thành sự thật bùi lâm thực sự đã lừa dối cô diệp vãn vô thức nắm chặt tay cơn tức giận như thủy triều tràn ra cô phải bắt bùi lâm trả giá có lẽ vì bị điện thoại chạm vào mang theo hơi lạnh bùi lâm chở người uể oải mở mắt theo bản năng cô nhanh chóng đưa điện thoại về trang chủ rồi tắt màn hình vãn vãn em đang làm cái gì vậy trong lòng cô lạnh buốt nhưng vẫn cố nở nụ cười em chỉ muốn giúp anh về phòng ngủ thôi Bùi Lâm gật đầu rồi đứng dậy. Trong phòng, Bùi Lâm theo thói quen ôm cô ngủ, cô lại dùng hết sức chống cự, trong đầu chỉ nghĩ đến bức ảnh đó. Bùi Lâm vẫn lẩm bẩm trong cơn say, "Vãn Vãn, làm việc bên ngoài thực sự không dễ dàng, anh phải đãi họ một bữa tối, tháng này anh lại không có tiền." Trước đây những lúc như thế này, cô luôn nấu cho hắn một bát canh giải rượu và đưa tiền lương của mình cho hắn, với tâm trạng vô cùng đau lòng nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy người trước mặt thật ghê tởm toàn thân nổi da gà từ khi quen biết bùi lâm đến khi ở bên hắn bùi lâm thường xuyên đi công tác rất bận rộn với công việc theo như lời hắn nói đều là vì cuộc sống sau này của hai người bọn họ hiện tại xem ra làm gì có vì sau này rõ ràng là một chân đạp hai thuyền ngoại tình trong hôn nhân diệp vãn thậm chí khó có thể tưởng tượng bạn trai cùng cô sống chung một năm thường ngày săn sóc cô chu đáo, nhưng thực tế đã cùng người phụ nữ khác kết hôn, con cái đùa huề. Nghĩ đến đây, Diệp Vãn bắt đầu buồn nôn. Cô không thể thỏa hiệp được. Chẳng bao lâu sau, một kế hoạch trả thù hoàn hảo đã hình thành trong đầu cô. Ngày hôm sau, Diệp Vãn kể lại chuyện đó với bạn thân. Hứa Diệp vẫn nộ. Loại đàn ông này thật là ghê tởm. Đợi chút, mình thu dọn quần áo cùng cậu đánh hắn một trận. Diệp Vãn vội vàng ngăn cô ấy lại. "Không được, mình phải tìm cách dạy cho hắn một bài học. Cậu có thể giúp mình lấy thông tin liên lạc của vợ hắn được không?" "Cậu hỏi đúng người rồi, cái gì mình cũng có thể biết." "Cảm ơn Hứa Duyệt." Diệp Vãn biết Hứa Duyệt là con gái nhà giàu, xung quanh có vô số mối quan hệ nên rất dễ dàng có được thông tin liên lạc của vợ hắn. Ngay sau đó, Hứa Duyệt đã gửi số điện thoại của vợ Bùi Lâm cho cô. Hứa Duyệt nhắn Cần giúp đỡ gì thì cứ nói với mình Quá trình gặp mặt Tống Vi Cũng không thuận lợi Cô gọi tổng cộng 3 lần hai lần đều cúp máy Đến lần thứ ba trung đổ gần hết Tống Vi mới nghe máy Giọng cô ấy có một chút không kiên nhẫn Ai vậy Diệp Vãn còn chưa kịp nói Thì bên kia đã truyền đến một tiếng chửi Chỉ giác nhạy bén nói cho cô biết Đó là giọng nói của Bùi Lâm Em có chứng cứ không mà nói anh ngoại tình Em có thể đừng nhạy cảm như vậy được không Ngoài ra còn có tiếng khóc của một đứa trẻ. Nếu không có gì khác thì đó chắc chắn là đứa trẻ cô nhìn thấy ở trung tâm thương mại hôm trước. Giọng nói của Bùi Lâm ngày càng gần điện thoại hơn. Cô đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Thật may là cô đã thận trọng đổi số rồi mới gọi cho Tống Vi. Nhưng để tránh Bùi Lâm phát hiện, cô đã cúp điện thoại trước. Đợi 2-3 tiếng sau, Diệp Vãn gọi lại cho Tống Vi. Lần này cô ấy trả lời rất nhanh. Ai thế? Diệp Vãn trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể. Cô Tống, chồng cô đã phản bội cô, tôi có bằng chứng. Tống Vi hiển nhiên rất kích động, nhưng cũng hết sức đè nén lại. Đừng nói dối, sao cô có thể biết... Cô Tống, có một số việc tạm thời không thể giải thích, chúng ta phải nói chuyện trực tiếp với nhau. Chiều mai 3 giờ chiều, tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê Lam Sơn. Nói xong Diệp Vãn không một chút do dự cúp điện thoại bởi vì cô chắc chắn Tống Vi nhất định sẽ đến. Chiều hôm sau, cô bước vào quán cà phê và nhìn thấy Tống Vi đang ngồi trong góc xem điện thoại từ xa. Chắc hẳn cô ấy rất nôn nóng muốn biết thông tin chuyện bùi lâm ngoại tình. Diệp Vãn bước tới và nói Chào cô Tống. Tống Vi vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc. Cô không phải là người phụ nữ ở trung tâm thương mại ngày hôm đó sao? Diệp Vãn gật đầu, đi thẳng vào vấn đề lần trước cô để nước hoa trên quần áo bùi lâm ngày hôm sau tôi xịt nước hoa khác lên quần áo hắn đêm đó trong đống quần áo của hắn lại có thêm một thỏi son rõ ràng là cô đang khẳng định chủ quyền của mình tống vi rất nhanh phản ứng lại cả người trở nên u ám đập cốc cà phê xuống bàn cô chính là người phụ nữ quyến rũ bùi lâm sao diệt vãn lo vết cà phê đổ trên người cô tống tôi mới biết bùi lâm đã có vợ con lúc ở với tôi hắn nói hắn còn độc thân tống vi không để ý lời nói của cô càng nói thì càng kích động đây chính là lý do khiến cho cô làm tiểu tam sao cô có biết bây giờ mẹ con tôi vì cô mà sống khốn khổ như thế nào không hai chữ tiểu tam khiến cho diệp vãn đau đớn cô nhìn tống vi gần như phát điên có lẽ vì biết được bùi lâm lừa dối mình nên hôm nay trang điểm không còn sắc xảo như trước mà trông mệt mỏi hơn không khó để nhận ra cô ấy đã bị hành hạ gần như phát điên vì cuộc hôn nhân tan vỡ này tống vi nói xong diệp vãn nhẹ nhàng đưa cung đức ấm trước mặt cho cô ấy thành thật nói với cô ấy cô tống thật sự là tôi không biết bùi lâm đã có gia đình lúc hẹn hò với tôi hắn còn nói với tôi là hắn còn độc thân và chưa từng yêu ai bao giờ tống vi ngơ ngác nhìn cô đột nhiên cười nói đúng vậy cô vừa trẻ trung vừa xinh đẹp sao lại muốn ở cùng một người đàn ông đã có gia đình, lại không có nhiều tiền. Chỉ có tôi, chỉ có tôi mù quáng mới cưới hắn. Cô quen hắn bao lâu rồi? Cô ấy hỏi. Một năm. Diệp Vãn trả lời. Tống Vi cười tự diễu, nhưng lửa giận trong mắt càng ngày càng mạnh. Lúc chúng tôi ở bên nhau hắn rất nghèo. Tôi sinh con cho hắn, nhưng đi ra ngoài hắn lại nói mình còn độc thân. Diệp Vãn cười khổ trong một năm nay tôi đã trang trải chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà bùi lâm luôn nói rằng hắn phải thường xuyên ra ngoài kiếm tiền bây giờ tôi mới biết là hắn chân đạp hai thuyền tống viên lập tức tức giận đến tột độ tôi sẽ quay lại và lấy mạng hắn ngay lập tức diệp vãn vội vàng ngăn cản tống vi cô tống tôi cũng như cô đều hận bùi lâm cho nên chúng ta phải bắt hắn trả giá chứ đừng dễ dàng vạch trần hắn như bị lời nói của cô kéo lại Tống Vi hít một hơi thật sâu và nói, "Nói cho tôi biết, cô Diệp, cô có ý định gì?" Diệp Vãn hỏi, "Cô vẫn quyết tâm tiếp tục chung sống với Bùi Lâm sao?" Dù sao thì Tống Vi và Bùi Lâm cũng có chung một đứa con, cô nhất định không thể hấp tấp mà làm gì tổn thương cô ấy. Tống Vi không một chút do dự trả lời, "Lúc trước tôi luôn nghĩ hắn không ngoại tình, vẫn cứ lừa mình dối người như vậy. Cho tới hôm nay tôi mới phát hiện sự thật." Thay vì mỗi ngày cãi nhau với một người không yêu mình Miễn cưỡng duy trì hôn nhân Làm cho con cái sợ hãi Chỉ bằng ly hôn cho thoải mái Tống Vi thở dài và nói Thật ra nhà tôi cũng khấm khá Nhưng khi tôi nhất quyết muốn cưới Bùi Lâm Bố mẹ tôi rất tức giận Thậm chí còn không đến dự đám cưới Sau khi kết hôn Thái độ của Bùi Lâm đối với tôi cũng không hề thay đổi Vẫn tốt như trước Bây giờ nghĩ lại Cũng đã 3-4 năm rồi tôi thật sự hối hận diệp vãn im lặng xem ra bùi lâm này thật đúng là một người đàn ông đào mỏ chuyên lừa gạt tiền của phụ nữ may mắn cô đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của hắn cô tống cô cảm thấy có khả năng bùi lâm còn có bí mật khác không tống vi sửng sốt bí mật gì dồn hắn vào đường cùng thì sẽ biết không phải sao diệp vãn chậm rãi nói cô là con gái một trong nhà đã mấy năm không gặp bố mẹ cô bây giờ chắc hẳn rất nhớ cô tống vi không hiểu diệp vãn liền giải thích với cô ấy cô cũng không thể ly hôn ngay bây giờ với bùi lâm phải không nhất định phải để hắn ra khỏi nhà huống chi cô còn muốn quyền nuôi con tôi nên làm gì vậy thì để bùi lâm ký thỏa thuận không phải hắn luôn phủ nhận việc mình ngoại tình sao bây giờ chúng ta đã có bằng chứng chỉ cần bùi lâm ký thỏa thuận rằng nếu hắn ngoại tình thì con cái và tài sản thuộc về cô hắn phải ra đi tay trắng diệp vãn chậm rãi nói tống vi nghi hoặc nói nhưng cô biết không bùi lâm và tôi hiện tại đang bất hòa hắn nhất định sẽ không chịu ký thỏa thuận lần này tôi phải cho hắn thứ gì đó ngọt ngào trước đã diệp vãn mỉm cười ba ngày sau tống vi gửi tin nhắn cho cô xong rồi hình ảnh kèm theo là thư thỏa thuận có chữ ký của bùi lâm Nội dung đại khái là nếu bị phát hiện ngoại tình trong hôn nhân Thì hắn phải rời khỏi nhà Quyền nuôi con và tài sản cũng sẽ thuộc về vợ hắn Rất nhanh Diệp Vãn nhận được điện thoại của Tống Vi Cô ấy thừa dịp Bùi lâm ra cửa gọi tới cho cô Tiểu Diệp tôi làm theo cách của cô Đầu tiên là về gặp mặt ba mẹ Hòa giải với họ Sau đó mượn họ 500 triệu Nói là cho bối lâm biết đây là tiền ba mẹ tôi đưa cho nhà chúng tôi Cô biết không Lúc ấy thái độ của hắn đối với tôi thay đổi 180 độ, lập tức làm nũng bảo tôi gửi tiền vào thẻ của hắn. Tôi nhân cơ hội liền đưa ra điều kiện, nói gần đây tôi rất không thích có cảm giác an toàn, muốn hắn ký kết một thỏa thuận. Hắn ngay lập tức đồng ý ngay. Diệp Vãn cười và cá đã cắn câu. Tống Vi cười khẩy, loại đàn ông này thật sự ghê tởm. Diệp Vãn cho Tống Vi liều thuốc an thần. Cô yên tâm đi, số tiền này sẽ không đưa luôn cho hắn đâu rất nhanh hắn sẽ phải trả giá đắt quả nhiên vì vừa ký giấy cam kết với tống vi hơn nữa gần đây bị tống vi hoài nghi bùi lâm liên tiếp ba ngày cũng không trả lời tin nhắn của cô diệp vãn biết rõ vẫn cố ý gửi tin nhắn cho hắn anh lâm anh đang ở đâu vậy bùi lâm qua nửa ngày mới trả lời cục cưng gần đây anh lại đi công tác thật sự mệt mỏi quá diệp vãn cười khẩy mệt con mợ nhà anh là sợ chuyện mình ngoại tình bị phát hiện thì có. Với cả đang cầm 500 triệu kia, chắc là vui vẻ chết đi được. Diệp Vãn cố nén cơn buồn nôn trả lời hắn. Vậy anh nghỉ ngơi nhiều một chút, về sớm một chút. Bùi Lâm không trả lời cô nữa. Cùng lúc đó Tống Vi lại hỏi Vương Minh, gần đây Bùi Lâm đi đâu? Lúc đầu Vương Minh gạt cô ấy tay Bùi Lâm, sau đó cô kể chuyện Vương Minh đùa giỡn nữ đồng nghiệp cho Tống Vi. Tống Vi uy hiếp hắn, Lúc này hắn mới không thể không nói ra Diệp Vãn đoán không sai Bùi Lâm quả nhiên là còn bí mật Dù đã có người vợ cưới hỏi đàng hoàng là Tống Vi Và người bạn gái một năm là cô Bùi Lâm lại dây dưa không rõ Với một nữ nhân viên làm việc ở tiệm massage Tên là Phỉ Phỉ Theo lời Vương Minh nói Nửa năm trước Bùi Lâm đã bắt đầu đến tiệm massage kia Thường xuyên mập mờ không rõ ràng với Phỉ Phỉ Sau khi có được 500 triệu kia hắn càng ra vẻ giàu có mỗi ngày đều đến tiệm massage hưởng thụ vì vì chủ động quyến rũ bùi lâm bùi lâm cũng không cự tuyệt mà còn lại rất thích thú quả nhiên đồ khốn chính là đồ khốn nếu để cho hắn một vạn lần lựa chọn hắn chắc chắn cũng sẽ không bao giờ thay đổi nhưng mà như vậy cũng thuận tiện cho kế hoạch của cô và tống vi một tuần sau bùi lâm quay lại chỗ cô vừa vào cửa hắn liền tỏ vẻ mệt mỏi cả người tản ra mùi rượu diệp vãn làm bộ làm tịch đi tới đỡ hắn anh sao thế lần này sao lại đi công tác lâu như vậy bùi lâm mở miệng bắt đầu nói dối vãn vãn anh thật sự quá mệt mỏi đây không phải là vì tương lai của chúng ta sao đúng rồi lương tháng này của em bao nhiêu em có nhận được hoa hồng gì không trong lòng diệp vãn cười khẩy tên khốn này lần nào cũng đòi tiền cô bởi vì lúc trước cô còn yêu hắn nên cô đều đưa tiền cho hắn gọi là tiết kiệm tiền mua nhà. Nhưng thật ra hắn đã lấy tiền của cô để lêu lồng ở bên ngoài. Anh đừng hỏi nữa, tháng này không chỉ không được hoa hồng mà tiền lương còn bị trừ không ít nữa. Diệp Vãn chuyển đề tài. Lần này anh đi công tác lâu như vậy, xếp hẳn là tăng lương cho anh chứ. Mau đưa thẻ ngân hàng cho em kiểm tra. Vừa nghe thấy thẻ ngân hàng, mặc dù say rượu, Bùi Lâm vẫn là lập tức cảnh giác. Nào có, em biết đấy, Sếp của anh vốn là như vậy, hiện tại anh căn bản không có tiền. "Ồ, vừa nghe thấy tiền liền tránh không kịp, trả lại tiền anh đã từng nuốt của cô đi." Diệp Vãn hiểu chuyện gật đầu. "Được, vậy anh ngồi một chút đi, em đi nấu canh giải rượu cho anh." Sau khi Bùi Lâm ngồi xuống sofa, cô xoay người đi vào phòng bếp, hâm nóng cho hắn một chén canh giải rượu, sau đó bưng ra với dáng vẻ hiền lành. Dưới ánh đèn Bùi Lâm nhận lấy canh trong tay cô, giọng đầy thỏa mãn. Vãn vãn, vẫn là em đối với anh tốt nhất. Mau uống đi, để lâu sẽ nguội mất. Diệp Vãn cười cười nhắc nhở hắn. Thật sự đang tự xem mình là đại gia tuyển bé đường hay sao? Còn là người đối tốt với anh nhất. Tốt hơn vẫn còn ở phía sau. Có lẽ là quá khát nước. Bùi Lâm thấy màu húp hết không sót một giọt nào. Diệp Vãn ở trong lòng âm thầm tính giờ. Rất nhanh thuốc có tác dụng. Bùi Lâm mê man. Đúng vậy, cô đã bỏ thêm thuốc ngủ vào canh. Hơn nữa gần đây thân thể Bùi Lâm vốn suy yếu mệt mỏi dã rời. Sau khi uống tự nhiên rất nhanh sẽ ngủ. Tiếng ngáy của Bùi Lâm truyền đến từ phòng khách. Cô cao mày lấy điện thoại hắn để trong túi ra. Thuần thục kéo ngón tay cái của hắn mở khóa. Diệp Vãn mở tin nhắn của hắn ra. Quả nhiên, bên trong lại có thêm một khách hàng C. Nhấn vào xem lịch sử nói trò chuyện. Có lẽ đây chính là phỉ phỉ. Còn cô, được hắn ghi chú là khách hàng B. Thật đúng là con mợ nó mở hộ cung rồi. Diệp Vãn cười khẩy dùng dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, tách vỏ điện thoại của hắn ra, rồi lắp máy nghe lén vào. Cuối cùng khôi phục nguyên dạng điện thoại, đặt lại túi áo bùi lâm. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Trạng vạn ngày hôm sau, cô và Tống Vi hẹn nhau ở quán cà phê. Diệp Vãn lấy máy nghe và tai nghe ra. Cô và Tống Vi mỗi người một tai nghe, theo lời Vương Minh, mấy ngày nay Bùi Lâm hưng phấn như thế là bởi vì hắn thường xuyên hẹn hò với Phỉ Phỉ. Nhưng để đảm bảo, mỗi lần bọn họ đều lựa chọn hành sự ở một nơi khác nhau. Lần trước, thời dịp Bùi Lâm ngủ, cô lén lắp đặt máy nghe lén trong điện thoại của hắn, chính là vì giờ khắc này. Rất nhanh, trong tai nghe truyền đến tiếng Bùi Lâm và Phỉ Phỉ gọi điện thoại. Chồng à, người ta rất nhớ anh đấy, khi nào thì chúng ta có thể gặp lại nhau? Một giọng nói nũng nịu xuyên qua màng nhĩ cô và Tống Vi Bùi lâm thở dài Dường như vô cùng yêu sầu Hay Anh cũng nhớ em Nhưng em biết gần đây mụ phù thủy già nhà anh kiểm tra rất kỹ Em cho rằng anh không muốn gặp em hay sao Bên kia chuyển đến tiếng oán giận của phỉ phỉ Hu hu, Chồng à Có phải anh hết thích em rồi không Rốt cuộc em so với vợ anh kém chỗ nào chứ Nghe vậy Diệp Vãn và Tống Vi nổi ra gà nhưng Bùi Lâm lại rất hưởng thụ Ấy cha Em nói cái gì vậy Mụ phù thủy già đó anh còn không muốn chạm vào Cô ta nào có dịu dàng hiểu chuyện như em Vậy khi nào thì anh ly hôn với mụ phù thủy già đó Rõ ràng anh đã nói là muốn cưới người ta làm vợ Được 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 Chẳng là trên người cô ta còn có chút tiền Qua hai tháng nữa Anh sẽ ly hôn cô ta rồi cưới em Phỉ phỉ lập tức ngừng khóc Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Thật sao? Thật. Được rồi được rồi, 9 giờ tối nay em tới khách sạn Hạ Nguyệt gặp anh, phòng tình nhân nhé, nhớ đừng để người ta phát hiện ra." Giọng của Bùi Lâm càng lúc càng nhỏ. Diệp Vãn cười khẩy trong lòng, Bùi Lâm này thật đúng là biết hưởng thụ, khách sạn Hạ Nguyệt là khách sạn đắt nhất thành phố, quả nhiên là có chút tiền thì lên bắt đầu hào phóng. Sở dĩ Bùi Lâm lựa chọn khách sạn này, vì hắn đang có tiền mà khách sạn này cũng quản lý tốt chuyện riêng tư của khách hàng. nhưng hắn không biết đây là khách sạn do gia đình hứa duyệt mở. vì vì lập tức hiểu ý thẹn thùng. dạ. vậy anh nhất định phải sớm đi chờ em nhé. cúp điện thoại cô và Tống Vi đều tháo tay nghe xuống. Tống Vi có một chút lo lắng nhìn cô. Tiểu Diệp, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Diệp Vãn trả lời. đi bắt Gian. nhưng khách sạn Hạ Nguyệt sẽ không cho chúng ta tùy tiện đi vào phải không diệp vãn tự tin chấn an cô ấy tôi có cách cô về nhà trông con đi chờ tin của tôi tống vi mở rộng đầu óc tiểu diệp cô sẽ không làm chuyện ngu ngốc gì chứ tôi biết cô cũng hận bùi lâm nhưng cô lấy mạng hắn thì không được hại người là phạm pháp đấy diệp vãn quả thực bị tống vi làm cho cười gần chết đưa tay vỗ vỗ vai của cô ấy được rồi cô yên tâm đi tôi còn chưa đến mức đó, vì một tên khốn mà từ bỏ cuộc sống của mình đâu. Thật vất vả mới khuyên được Tống Vi rời đi, cô lập tức gọi điện thoại cho Hứa Duyệt. Vừa nghe cô muốn trả thù tên khốn kia, Hứa Duyệt lập tức kích động lên, tuyên bố muốn cùng cô băm vằm hắn ra. Hai người bọn họ nhanh chóng gặp nhau ở khách sạn Hạ Nguyệt. Hứa Duyệt vừa vào cửa liền gọi cho quản lý tới, lấy lý do là giúp bố cô ấy kiểm tra vệ sinh khách sạn. Hai người bọn họ nhanh chóng đến phòng tình nhân Bùi Lâm đã đặt trước. Quản lý khách sạn đưa hai người bọn họ tới cửa phòng 1039. Hứa Duyệt phất phất tay. Anh ra ngoài trước đi, chúng tôi tự vào kiểm tra là được. Quản lý rất sảng khoái đáp ứng, dù sao Hứa Duyệt cũng là con gái một của ông chủ khách sạn Hạ Nguyệt. Sau khi vào cửa, cô và Hứa Duyệt đóng cửa lại trước. An ninh của khách sạn rất tốt, cũng rất bảo vệ riêng tư của khách hàng nữa. Ngoại trừ hành lang và thang máy có camera, trong phòng tuyệt đối là bí mật. Cho nên bây giờ, Hai người bọn họ làm gì ở trong phòng này, Bùi Lâm cũng sẽ không biết. Diệp Vãn nhanh chóng đi về phía tủ đầu giường. Phòng tình nhân nói trắng ra thì chính là phòng tình thú, đồ tình thú trong phòng thì không thể thiếu. Còn cô cũng chính là vì điều này mà tới đây. Hứa Duyệt mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô cầm chất bôi trơn trên giường. Ấy cha, Vãn Vãn, không phải cậu muốn động thủ với thứ này chứ? Diệp Vãn gật đầu, cầm lấy chai dầu bôi trơn trong ánh mắt kinh hoàng của Hứa Duyệt mở nó ra, sau đó trộn keo dính cường lực vào. Chai keo này là cô tìm rất nhiều nhà mới mua được. Sau khi nó mở ra, keo sẽ trông giống như là nước bình thường. Hiệu quả phải đợi đến một giờ sau mới thấy. Sau khi phát huy tác dụng, thì 10 con trâu cũng kéo không ra. Hiện giờ đã là hơn 8 giờ một chút. Bùi Lâm hẹn với Phỉ Phỉ gặp mặt ở khách sạn lúc 9 giờ. Để chắc chắn, cô cũng thay bao cao su ở tủ đầu giường đổi thành bao cao su cô đã xử lý sẵn ở nhà, đã cho keo dính cường lực, bề ngoài không khác bao cao su của khách sạn là bao. Làm xong tất cả, chỉ mất 2-3 phút, hứa duyệt và cô mỉm cười bước ra khỏi cửa hàng, quản lý đang đợi ở ngoài. Hứa duyệt rất thông minh, lập tức nói, được rồi, phòng này chúng tôi vừa kiểm tra xong, vệ sinh khách sạn không có vấn đề gì. Quản lý thở vào nhẹ nhõm, làm phiền cô hứa rồi. Làm xong bước này, Diệp Vãn và Hứa Duyệt tìm một quán cơm gần khách sạn nhất, lấy máy theo dõi ra, bắt đầu theo dõi lộ trình của Bùi Lâm. Bây giờ là 8 giờ 17 phút, Phỉ Phỉ hẳn là đang trên đường đến khách sạn. Ước chừng đợi hơn 40 phút, trong máy nghe chuyển đến giọng nói ngọt ngào của phụ nữ. Chồng à, sao hôm nay anh mới nhớ tới người ta? Người ta chờ anh lâu lắm rồi. Sau đó có tiếng phịch, hẳn là Bùi Lâm đẩy Phỉ Phỉ ngã xuống giường. Tiểu yêu tinh, không phải anh tới rồi sao? Xem anh chị em như thế nào nào. Chật, khách sạn này phục vụ thật chu đáo, dụng cụ gì cũng có. Nghe vậy trong lòng cô đầy chờ mong. Quả nhiên giọng nói oán giận của bùi lâm từ bên kia chuyển đến. Chờ một chút, anh bôi cái này. Sao thứ này lại khó mở như vậy? Trong lòng cô khẩn trương, chẳng lẽ keo dính hiện tại đã có tác dụng rồi sao? May là lúc này phỉ phỉ bắt đầu thúc giục. Nhanh lên chồng ơi, hai người đang tình cảm mãnh liệt căn bản quan tâm xem trai chất lòng này có vấn đề hay không rất nhanh bùi lâm đổ chất bôi trơn ra đau quá phỉ phỉ rất nhanh hoảng hốt mà hét lên bùi lâm lúc đầu còn rất hưng phấn đừng sợ ngay sau đó cả người hắn cứng đờ mợ nó chuyện gì xảy ra vậy à mợ nó chết tôi rồi bùi lâm đột nhiên hét lên anh đừng nhúc nhích bùi lâm em sắp chết rồi Phỉ phỉ cũng khóc lên Anh làm cái gì vậy Rất nhanh hai người đều hoảng loạn Trong tích tắc tiếng khóc ngập tràn tai nghe Đổ khốn Mày động tay động chân kiểu gì với cái này Chuyện gì đã xảy ra Bùi lâm bắt đầu chửi ầm lên Phỉ phỉ càng lúc càng tức tối Nói tôi động tay động chân cái gì Rõ ràng là anh tới trước Tao làm sao mà biết được Thật là con mợ nó rui dẻo Gọi cấp cứu mau đi Tôi sắp chết rồi Phỉ Phỉ bắt đầu khóc, nhưng không còn mềm mại nhẹ nhàng như trước. Bùi Lâm bực bội trả lời, "Cấp cứu cái gì? Đến lúc đó bị mụ phù thủy ra ở nhà biết thì tao xong đời." "Hu hu, vậy phải làm sao bây giờ?" "Mợ nó, tao cũng không biết, đau chết tao rồi." Phỉ Phỉ khóc càng to, "Không được, tôi không chịu nổi." Bỗng nhiên tiếng len keng vang lên. "Đây là một tính năng đặc biệt của khách sạn Hạ Nguyệt." với một chiếc chuông được lắp đặt ở đầu giường của mỗi phòng để cho khách có thể cảnh báo kịp thời trong trường hợp khẩn cấp đừng ấn bùi lâm muốn ngăn cản nhưng không còn kịp chỉ có thể hạ giọng mắng một câu ngay sau đó cửa phòng bị phá từng tiếng thét chói tai truyền đến đúng vậy vì bùi lâm và phỉ phỉ vừa rồi chỉ suy nghĩ đến giải quyết chuyện này như thế nào lo ấn báo động hoàn toàn quên mất thân thể trần trụi của mình diệp vãn tháo tay nghe mở điện thoại bấm một số. Hai người có thể xuống dưới lầu khách sạn Hạ Nguyệt chờ, lập tức sẽ có tin lớn. Diệp Vãn đã sớm liên hệ với một nhóm phóng viên chờ ở gần khách sạn Hạ Nguyệt, chính là vì giờ khắc này. Cúp điện thoại, Hứa Nguyệt nghi hoặc nhìn cô, "Cậu đang làm gì vậy?" Diệp Vãn cười cười, "Đưa bọn họ lên tin tức." Buổi tối hôm đó, tin tức cặp đôi vì theo đuổi kích thích, dùng keo dính làm chất bôi trơn, nhanh chóng lên hot trên mạng. Ảnh chụp là Bùi Lâm nằm sấp trên người phỉ phỉ, hai người trần trụi được nâng lên cáng cứu thương màu trắng. Tất nhiên, cơ thể nhân vật đã được làm mờ. Thậm chí còn có một đoạn video. Trong video, phỉ phỉ nghiêng đầu sang một bên, Bùi Lâm che kín mặt. Đừng quay tôi, đừng quay tôi. Cư dân mạng vô cùng khiếp sợ để lại lời nhắn. Thật không ngờ, có người vì theo đuổi sự kích thích có thể làm ra loại chuyện này. Tôi nói này anh bạn tốt, lần đầu tiên nghe nói là dùng keo đây không phải là gà vịt gì đó chứ người bình thường ai lại làm như vậy rất nhanh có người bình luận ở phía dưới các chị em nghe nói hai người này là tình nhân người đàn ông kia đã có vợ đây là vụng trộm sau lưng vợ đấy hướng gió dư luận rất nhanh có nhiều biến hóa người qua đường không ngoại lệ mà ghét bỏ tên đàn ông khốn nạn này lập tức chửi ầm lên kết quả như vậy là đương nhiên thật sự là đáng đời người đàn ông như vậy thì nên chết đi chúc hắn nửa đời sau bị đối xử tàn nhẫn. Bạn nói đúng, loại người này đáng chết, nhập viện thôi thì cũng còn nhẹ quá. Theo truyền thông đưa tin, sau khi Bùi Lâm và Phỉ Phỉ được đưa vào bệnh viện, bác sĩ cũng chưa từng nghe thấy tình huống này. Cuối cùng các bác sĩ hội trần và đi đến quyết định là phải thiến Bùi Lâm, hai người mới được cứu. Khi nghe tin này, cư dân mạng đã rất phấn khởi. Nghe nói lúc Bùi Lâm tỉnh lại, phát hiện mình không còn, tức giận đến ngất xỉu ba lần, thậm chí khóc giống lên, cũng báo cảnh sát chuyện dùng đồ tình thú của khách sạn Hạ Nguyệt nên mới bị như vậy. Nhưng cuối cùng nhân viên khách sạn phát hiện loại keo này trong túi áo khoác của hắn. Truyền thông đưa tin, cư dân mạng nhao nhao lên an hắn, vừa ăn trộm vừa la làng. Bùi Lâm mở điện thoại ra, nhìn thấy bị cư dân mạng chửi lại ngất đi. Trong thời gian này, hắn không một lần gọi điện cho Diệp Vãn và Tống Vi, thậm chí còn gửi tin nhắn cho Tống Vi nói rằng mình đang đi công tác. Nguyên nhân rất đơn giản, giấy cam kết kia của hắn còn ở trong tay Tống Vi. Một khi bị Tống Vi phát hiện hắn ngoại tình, hắn sẽ cuốn gói biến thành kẻ lang thang. Nhưng rất rõ ràng, Diệp Vãn và Tống Vi đang chờ đợi giờ khắc này. Ngày hôm sau, Diệp Vãn và Tống Vi cùng nhau đến bệnh viện thăm hắn. Đi tới cửa phòng bệnh, Bùi Lâm còn đang nổi điên với y tá, giọng nói rất lớn. Cút đi, ông đấy không thay thuốc y tá yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh bắt đầu nói thầm nếu không là vì tiền lương ai nguyện ý thay thuốc cho anh chứ nhưng không ngờ bùi lâm nghe được còn mợ mày nói cái gì vậy có tin tao khiếu nại mày hay không y tá vò đầu bứt tai được anh đi đi anh là ai chính anh không rõ hay sao bà đây đã sớm không muốn thay thuốc cho anh đồ thần kinh diệp vãn nhìn cô y tá đạp cửa bước ra không nhịn được bật cười Diệp Vãn và Tống Vi vào phòng bệnh Tiếng chửi của Bùi Lâm truyền tới Mợ nó không phải cút rồi sao Trong giọng nói của Bùi Lâm Mang theo sự chế giễu Nhưng khi nhìn thấy Diệp Vãn và Tống Vi Trong nháy mắt Ánh mắt hắn hoảng loạn Bà xã Vãn Vãn Em sao hai người lại tới đây Tống Vi cười khẩy Tôi tới để ly hôn với anh Còn nhớ rõ anh ký giấy cam kết như thế nào chứ Em nói cái gì vậy bà xã ánh mắt bùi lâm né tránh hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như với y tá lúc nãy anh cho rằng tôi không biết vì sao anh nằm viện sao sắc mặt tống vi không thay đổi diệp vãn ở một bên nhắc nhở anh bùi bây giờ là nhân vật của công chúng rồi giống như đột nhiên bị kích thích bùi lâm hét lên diệp vãn cô tới nơi này làm gì nhất định là cô châm ngòi ly dán quan hệ vợ chồng chúng tôi đổ khốn bùi lâm càng nói càng kích động Sắc mặt đỏ bừng, thậm chí muốn nhảy xuống giường đánh cô, nhưng bởi vì hạ thể bị thương, hiện tại chỉ có thể không ngừng vặn vẹo trên giường, giống như là một con cá sắp chết. Diệp Vãn nhìn dáng vẻ buồn cười này của hắn, nhịn không được mà cười ra tiếng. "Bùi Lâm, bây giờ anh đúng là khôi hài, giống như thái giám bị thiến, à không, anh chính là như vậy." Ha <laughs> ha. Nghe được hai chữ thái giám này, mặt Bùi Lâm trong nháy mắt liền đen xuống, giống như nuốt hai cân không khí nửa ngày nghẹn không ra tiếng chửi diệp vãn nhìn ánh mắt căm hận của hắn hay ai có thể gờ anh lại theo đuổi kích thích như vậy để cho mọi người đều biết mình ngoại tình không biết vợ anh có còn cần anh hay không khóe mắt bùi lâm muốn nứt ra đồ đê tiện chết tiệt mày đừng hòng khiêu khích quan hệ giữa vợ chồng tao hắn lại lập tức nhìn về phía tống vi bà xã em ngàn vạn lần đừng tin lời cô ta anh không có ngoại tình anh bị Xảy ra một vụ tai nạn giao thông nhỏ. Một vụ tai nạn giao thông nhỏ. Tống Vi lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi dễ bị lừa, nhưng tôi không phải là người mù. Ly hôn đi, Bùi Lâm, anh ra khỏi nhà." Tống Vi lấy văn kiện trong túi ra, ném lên mặt Bùi Lâm. Bùi Lâm bị đánh cho mơ hồ, "Còn 500 triệu lúc trước tôi đưa cho anh, anh cũng phải trả lại cho tôi." Bùi Lâm thấy sự tình không ổn, liền lộ ra bộ mặt thật của hắn dựa vào cái gì mà mày muốn ly hôn thì tao phải ly hôn tao không đồng ý tống vi nói tôi có chứng cứ anh ngoại tình và giấy cam kết trước đó của anh của hôn nhân này anh không muốn ly hôn cũng phải ly hôn tao không đồng ý tao là bệnh nhân tao muốn ngủ bùi lâm bắt đầu chơi xấu chát diệp vãn đi lên phía trước không một chút do dự và tắt bùi lâm một cái diệp vãn gần như dùng hết sức lực khuôn mặt bùi lâm bị cô tát cho sưng lên, người choáng váng mơ hồ. Sửng suốt hai giây, hắn mới giống như chó điên, lại bắt đầu trừng mắt nhìn cô. Có phải mấy muốn chết không? Có lẽ là bùi lâm thật sự sắp nổ tung, không ngừng vặn vẹo trên giường, lần này ngã luôn xuống giường. Diệp Vãn kéo Tống Vi lui về phía sau một bước, vừa hay bùi lâm ngã tới trước mặt hai người bọn họ, tì vết thương đau đớn mà sắc mặt dữ tợn, dùng sức gào thét. Mày là con đàn bà khốn nạn, Diệp Vãn cười khẩy. Bùi Lâm, anh lừa tôi suốt một năm. Một năm này anh ăn của tôi, ở của tôi, vẫn nói với tôi về kế hoạch tương lai của chúng ta. Kết quả anh là người đã có vợ con tôi còn chưa tính, bây giờ còn làm ra loại chuyện này. Tôi tát anh, không phải là chuyện nên làm hay sao? Đồ thái giám. Bùi Lâm quỳ dạp trên mặt đất, tức giận giống lên, sắc mặt đỏ bừng, nửa ngày nói không ra tiếng. Diệp Vãn chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn thẳng hắn. Cảm giác làm thái giám, thế nào? Nên tự trách bản thân mình theo đuổi kích thích đi. Bùi Lâm nói, là mày làm, là mày đổ chất bôi trơn thành keo. Hắn lại quay đầu nhìn Tống Vi xin giúp đỡ, kích động đến mức nói chuyện không liền mạch. Bà xã, là do con khốn này, con khốn này hại anh. Nhưng không ai để ý đến hắn, Tống Vi cũng chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt diệp vãn chậm rãi đứng dậy phủi bụi trên người bùi lâm thản nhiên nói thỏa thuận ly hôn mau ký đi hôm nay cho dù phải chết ở đây tao cũng sẽ không ký diệp vãn cười nhạt vậy sao tống vi đứng một bên bị bộ dạng này của hắn làm cho tức giận bùi lâm anh đừng quá đáng diệp vãn nhìn bùi lâm nằm trên mặt đất anh biết đấy cha mẹ cô tống rất giàu bọn họ cũng không thiếu tiền kiện tụng tìm luật sư Đến lúc đó náo loạn ra tòa Người thua tất nhiên là anh Tôi cũng không ngại đưa anh hot trên mạng Bùi Lâm vừa nghe đến ba chữ hot trên mạng Mặt nghẹn như bị táo bón Hai mắt trợn ngược Thiếu chút nữa là liền hôn mê bất tỉnh Cuối cùng hắn thỏa hiệp và nói Tôi ký, tôi ký Rất nhanh Bùi Lâm bị ép ký tên đồng ý ly hôn Dựa theo kết quả và lợi ích hợp pháp Tất cả tiền gửi ngân hàng trước đó của Bùi Lâm Cùng với quyền nuôi con đều thuộc về Tống Vi. Khi cô lấy đi bản thỏa thuận, ánh mắt Búi Lâm đỏ bừng, chừng muốn nứt cả mắt ra, mở miệng chửi những lời cực kỳ khó nghe. Còn quỷ cái. Đến sau đó, hắn lại tức đến hôn mê bất tỉnh. Diệp Vãn và Tống Vi nhìn nhau cười, trước khi rời khỏi bệnh viện, còn có lòng tốt giúp hắn gọi bác sĩ. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình và mặt tên cha nam cặn bã ngày hôm nay đến đây là kết thúc hạ vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like chia sẻ video bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh youtube nghe audio chuyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ chuyện mới tiếp theo